Những người biểu tình ủng hộ Palestine gia tăng áp lực, nhưng họ không thể thay đổi quan điểm ủng hộ Israel của Kamala Harris. Trong bài phát biểu nhận đề cử ứng viên Tổng thống, bà nhấn mạnh điều này, dù cùng lúc khẳng định quyền của người Palestine. Tổng thống Biden và tôi đang nỗ lực chấm dứt cuộc chiến này, để Israel được an toàn, các con tin được thả ra, nỗi đau khổ ở Gaza chấm dứt, và người dân Palestine có thể hiện thực hóa quyền về nhân phẩm, an ninh, tự do và quyền tự quyết của mình. Những lời kêu gọi cấm vận vũ khí đã không được lắng nghe. Đảng Dân Chủ đã thống nhất tái khẳng định cam kết hỗ trợ Israel, ủng hộ một thỏa thuận ngừng bắn, thả con tin và giải pháp hai nhà nước. Bà Harris mạnh mẽ hơn trong việc kêu gọi bảo vệ tính mạng người dân Palestine. Tuy nhiên, theo lời đội ngũ trợ lý của bà, chính sách Israel của Harris khó có thể khác với chính sách của ông Biden. Tôi từng là cố vấn an ninh quốc gia của bà ấy tại Thượng viện. Tôi biết rằng bà ấy là người ủng hộ nhiệt thành cho mối quan hệ Mỹ-Israel, vì đó là lợi ích an ninh quốc gia. Ý kiến của công chúng không có mấy tác động lên chính sách đối ngoại, ngay cả khi các cuộc thăm dò chỉ ra rằng ngày càng có nhiều người Mỹ muốn giảm bớt hỗ trợ dành cho Israel. Trong đại hội, 270 đại biểu đã yêu cầu bà Harris gắn kèm điều kiện và viện trợ cho Israel nếu bà đắc cử. Thúc đẩy phong trào này là 30 đại biểu không cam kết. Họ đã từ chối bỏ phiếu cho bà ấy. Đó là một con số rất nhỏ, chưa đến 1%, và bà ấy vẫn được đề cử với số phiếu áp đảo. Các đại biểu không cam kết nói rằng họ không nản lòng. Tôi thấy rằng rất nhiều người thực sự đồng tình với chúng tôi về vấn đề này, nhưng họ không biết bắt đầu từ đâu hoặc tham gia như thế nào. Tôi có cảm giác như chúng tôi đã đạt được tiến bộ to lớn. Gaza là vấn đề gây chia rẽ trong nội bộ Đảng Dân Chủ. Các đại biểu ủng hộ Palestine cảm thấy không hài lòng khi những diễn giả của mình không được trao cơ hội phát biểu bên lề, không giống như phụ huynh của một con tin người Mỹ bị Hamas bắt cóc khi mà hai người này được trao cơ hội phát biểu tại đại hội. Các đại biểu ủng hộ Israel nói rằng vấn đề này không nên tạo ra sự chia rẽ trong nội bộ đảng. Tất cả chúng tôi đều lo ngại về dân thường ở Gaza, nhưng chúng tôi cũng lo ngại về người dân Israel cũng như sự an toàn và an ninh của họ. Các học giả về các phong trào xã hội cho rằng cần có thời gian và công sức để biến các cuộc biểu tình thành chương trình nghị sự. Thông qua việc xây dựng liên minh và cuối cùng là đàm phán, thỏa hiệp và tìm ra một con đường tiến tới, gần như không bao giờ đạt được điều mà những người biểu tình hy vọng. Tuy nhiên, đó vẫn là một thay đổi quan trọng. Người phát ngôn của phong trào quốc gia không cam kết, Laila Elabeth nói, họ hướng đến một cuộc chiến dài hơi. Chiến lược của chúng tôi không phải là từ bỏ đảng Dân Chủ, mà về cơ bản là cách mạng hóa đảng Dân Chủ và lắng nghe những ủng hộ viên cốt lõi nhất của đảng. Chủ nghĩa thực dụng là chìa khóa, theo lời Bộ trưởng Tư pháp bang Minnesota, người theo đạo Hồi và có thiện cảm với chính nghĩa của người Palestine. Bạn cần phải thắng để nắm quyền. Harris, con số tăng lên khắp nơi, cơ hội thành công sẽ cao hơn. Vì vậy, mặc dù không có yêu cầu nào của họ được đáp ứng, nhưng các đại biểu ủng hộ Palestine nói rằng họ quyết tâm thúc đẩy sự chính nghĩa của mình. In America, where honesty,